Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 16:30 chiều ngày 8 tháng 1 năm 2024. Mình đang có mặt tại con đường dẫn vào dinh Ba, dinh của vua Bảo Đại ngày xưa quý vị ha. Đó, một cung đường rất là đẹp ha. Hai bên là thông. Đó, năm xưa vua Bảo Đại á với hoàng hậu Nam Phương là ở cái dinh ở trong này đó quý vị. Chiều nay Đà Lạt âm u buồn, âm u từ hồi trưa đến giờ. Chiều nay mình định đi xuống cầu đất để xem hoa mai anh đào thì nó âm u như thế này, thế là hủy lại kế hoạch luôn. Đó, chiều về âm u vào dinh vua Bảo Đại thấy khung cảnh buồn thì trong lòng cảm giác nó buồn hơn. Đây là xe của bên bà con xe điện VinFast đó quý vị, của hãng Lado ha. Đấy, vô tập trung sạc pin. Bà con mình mua vé thì vào trong này ha. Ở ngoài cái dinh này có mấy cái hàng hoa mai anh đào, nó cũng rụng trơ trọi rồi. Mấy năm trước là nó ra hoa sớm luôn quý vị, nhưng năm nay cũng chưa ra luôn này. Đấy, có lẽ nó chờ tới Tết Nguyên Đán này luôn. Nếu mà nở đúng trước Tết Nguyên Đán tầm khoảng 10-15 ngày mà nó kéo dài qua Tết luôn thì thời điểm đó cũng phải nói là đẹp nhất rồi đó quý vị. Thời điểm đó nó quá tuyệt vời luôn quý vị ha. Rồi bây giờ mình dòng xuống điều con đường Triệu Việt Vương này, về đường An Bình. Đó, Đà Lạt vắng vẻ mà chiều không có nắng thì cảm giác nó buồn quý vị. Mà nhiều lúc mình cũng tự hỏi giống như câu thơ của Xuân Diệu, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Đây là con đường Triệu Việt Vương quý vị ạ. Đi thẳng theo hướng này là chúng ta sẽ đi về Hồ Tuyền Lâm luôn. Còn hướng ngược lại là về trung tâm. Đây là địa bàn phường 4 quý vị. Năm nay chưa Tết nhưng mà có nhiều người là nhiều công ty là cho bà con mình nghỉ Tết sớm rồi. Theo nguồn thông tin của một số tờ báo họ viết thì năm nay một số doanh nghiệp làm ăn do đơn hàng yếu kém khó khăn, cho nên gì là họ cho công nhân mình nghỉ sớm luôn, họ cắt giảm thì không cắt giảm. Giống kiểu công nhân bây giờ cũng giống kiểu là bị ăn keo vậy đó, cho nghỉ sớm nhưng mà không có ngày hẹn trở lại. Năm nay là nghỉ Tết sớm, nghỉ Tết dài nhưng mà vẫn không có ngày hẹn trở lại, cái đó mới thê thảm đó quý vị. Có những người nghỉ Tết dài á nhưng mà vẫn hẹn ngày trở lại để mà làm việc á thì nó cũng yên tâm đó quý vị ha. Chứ còn mà không hẹn ngày trở lại thì giống kiểu là bị án treo vậy đó. Nhiều người cũng lo mà đi tìm kiếm công việc khác mà làm vì tương lai vô định đó. Vì họ không hẹn ngày trở lại thì không biết đời nào là, nói chung là không biết tình hình như thế nào một lần. Thôi tốt nhất là cứ kiếm việc khác làm. Bây giờ Tết sắp đến nơi rồi, gánh nặng cơm áo gạo tiền mưu sinh này cái là đang đè nặng trên đôi vai của nhiều công nhân. Chưa vui cái Tết nhưng mà đã lo qua Tết là phải làm cái gì để mà sống rồi. Vậy đó quý vị. Dòng này bà con mình bán bông ba hoa quả quá trời ha. Với lại cũng có những cái quán ăn chủ yếu là bình dân cho bà con người dân lao động. Trong những địa bàn này người dân lao động cũng nhiều lắm. Với những cái quán cà phê cốc cốc như thế này, chuối người ta đổ về quá trời luôn, chuối trái cây.
tới đây quẹo trái là chúng ta sẽ đi vô C5 Nguyễn Trung Trực quý vị. Đó. Đây được xem như là cũng là một cái chợ đó, một cái chợ nho nhỏ thôi với những cái cửa hàng nho nhỏ để phục vụ cho bà con mình. Bán mít. Đây là trường La Sang quý vị ạ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục La Sang. Xuống đây quẹo phải là vào đường An Sơn. Vào trong này là biệt thự rồi quý vị, biệt thự bao la luôn, khu quy hoạch biệt thự à. Ở chợ truyền thống thì có nhiều tiểu thương đến Tết cũng buôn bán ế ẩm. Đáng lẽ là bây giờ là phải nói là bà con mình bán mà nó là không kịp thở, không kịp ăn, nhưng mà thấy cảnh điều hưu ế ẩm cho nên gì là cũng ráng cầm cự mà ráng được không qua Tết này. Qua Tết này rồi mới xem xét, xem thử nữa có tiếp tục nữa hay không. Trong lúc ở siêu thị thì mình thấy phải nói là cực kỳ đông, đứng mua sắm rồi chờ thanh toán, phải nói là đứng xếp hàng dài. Đó. Như vậy thì tính chứng tỏ là sức mua không phải nó giảm sút, mà họ chuyển đổi cái cách mua từ mua truyền thống qua chợ truyền thống qua mua siêu thị, rồi từ mua offline qua mua online. Bà con mình cũng chợ truyền thống cũng khá là điêu đứng và cũng không biết tương lai là nó sẽ như thế nào luôn, chưa ai đoán được, mơ hồ ha. Những dàn bông giấy nó rất là rực rỡ luôn quý vị, đấy khá là đẹp ha. Quán cà phê nè. Mình rẽ vào nhà thờ An Bình cái ha. Chiều chiều tà tà như thế này, vào nhà thờ hoặc là chùa, cảm giác nó bình yên. Đầu nhà thờ thì có cây hoa mang đồng rất là đẹp, còn cành thôi, hết lá rồi, chưa ra hoa, nhưng mà cảm giác nó cũng rất là đẹp. Huống hồ gì mai mốt ra hoa thì nó còn đẹp hơn. Nhà thờ An Bình thì nó cũng cổ kính và nó không có hoành tráng quý vị, nó bình thường như thế này thôi. Trong này là biệt thự nhà dân ha. Cũng rất là sạch sẽ. Đó, đây nhìn xuống dưới là đường An Bình. Xuống bậc cầu thang này là xuống đường An Bình đó quý vị. Những cây hoa mimosa này. Khu vực này người ta mới sửa lại đó. Làm nhà hàng không tây gì đó quý vị. View rất là đẹp ha. Mimosa từ đầu em tới nơi này. Mimosa là nó gợi nhớ đến những cái kỷ niệm của tuổi học trò của các cô chú anh chị thế hệ trước, thường hay bẻ những cái nhánh, những cái bông hoa mimosa này để ép vào trang vở đó quý vị, nó thơm.
Nhìn xa về ngoài kia là người đống đa rồi quý vị ha. Thật sự thấy cảnh rất là bình yên và nó pha chút gì đó đường buồn đó quý vị. Vì thấy trời nó âm u lắm. Còn thêm những bông hồng đang đi lang thang như thế này nữa. Càng buồn hơn. Nồi đất giờ lát lẩu bò nồi đất quý vị. Đó. Nhìn đẹp ha, thiết kế nhìn đẳng cấp đấy. Rồi mình rẽ trái xuống đường An Bình ha, chạy thẳng là về Hồ Tuyền Lâm luôn. Từ đây mà về Hồ Tuyền Lâm thì tầm khoảng 3 cây số nữa quý vị. Năm xưa ở dưới này là gọi là ấp Bá Đa Lộc và có cái con suối ở dưới này chạy về dưới Hồ Tuyền Lâm á, người ta hay gọi là suối Tía đó. Và trước 75 rồi quý vị thì khu vực dưới này á, các cô chú kể lại và nó là rừng rú không, hầu như là không có nhà, rừng rú với lại vườn. Thời đó là thời chiến tranh cho nên gì nhiều người cũng không dám lui tới ở những khu vực dưới này vì họ sợ du kích đó. Ở ngày xưa Đà Lạt chỉ là nhúng vui tươi an toàn ở ngay khu vực trung tâm thôi, còn đi ra ven ven vào rừng rú ngay là sợ lắm luôn, không dám vào rừng đâu quý vị. Có chú ở cạnh nhà chú kể lại nói chiều chiều như thế này mà vào khu vực hướng thác Cam Ly là không dám vào, sợ lắm luôn, nó rất là hoang vu quý vị. Thời đó mà ai mà có tầm nhìn kiếm cho mình vài hecta đất ha, một chục hecta đất để lại cho con cháu bây giờ, bây giờ là phải nói là thành đại gia cha rồi. Vì thời đó là như đất đai bao la quý vị ạ, không có sức mà làm, không có sức mà chiếm, không có sức mà khai hoang, gọi là khai hoang lập nghiệp đấy. Thời đó, đó. Người thì ít mà đất thì nhiều. Những khu vực dưới này cũng có homestay, khách sạn, rồi nhà trọ nữa. Người lao động vào trong này lập nghiệp làm ăn thì cũng không phải là đi làm công nhân giống như ở dưới Sài Gòn, đi làm thợ làm thầy, có thể thợ hồ, thợ xây, thợ sơn, thợ sắt, thợ hàn, thợ sửa chữa, rồi đi buôn bán làm dịch vụ nhân viên. Rồi qua bên này là con đường Hà Huy Tập quý vị ạ. Hà Huy Tập chạy thẳng về trung tâm, về đường Trần Phú. Đó.
thôi bà con mình họp chợ họp búa tập nập liền ha. Chiều chiều bà con mình là đi làm về tặng ngang vô mua đồ ăn thức uống về nấu ăn được vậy. Rồi đi làm rồi đi đón con mua thức ăn về nấu ăn, cuộc sống nó đạm bạc bình yên giản dị qua ngày. Và cũng có nhiều người cho cuộc sống như vậy là nhàm chán, nhưng mà có nhiều người thì mong có cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó bình yên và giản dị như vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi đó. Ra đây là đường Trần Phú quý vị. Đi hướng như thế này là hướng tới nhà thờ con gà ha. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng tham quan trong buổi chiều âm u bình yên và đường buồn, pha chút đường buồn như thế này để gửi đến quý vị anh chị và các bạn cùng xem ha. Cái video của mình mà đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành quan tâm theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an, luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.